nhằm vinh danh các cá nhân gia đình đã có thành tích trong tham gia hiến máu tình nguyện từ năm 2007 đến 2022, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh quyết định tặng bảng đồng gỗ vinh danh 314 cá nhân đã tham gia hiến máu tình nguyện lần thứ 5, 42 cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện lần thứ 10, 12 cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện lần thứ 15 và tặng bảng đồng gỗ vinh danh 6 gia đình có thành tích trong hiến máu tình nguyện từ 5, 10, 15 lần. Đồng thời tổ chức khen thưởng 5 gia đình và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện, tặng bằng khen cho 5 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.